Những lời gốc Phật dạy, tập 3, tác giả, trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. Kho tàng văn hóa đạo đức Phật giáo rất phong phú và tuyệt vời, thường có những văn hóa thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, không mê tín dị đoan, vân vân. Nhưng chưa có người tu chứng triển khai đúng mức. Vì thế, những văn hóa ấy gần như mai một, bị chôn vùi dưới lớp văn hóa Bà La Môn và những kiến giải tưởng của các tổ sư học giả. Chúng biến văn hóa chân lý của Đức Phật thành văn hóa triết học, siêu hình tưởng, ảo giác, trừu tượng và mê tín Đại Thừa Thiền Tông. Hôm nay, chúng tôi triển khai những văn hóa đạo đức mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa. Khi chúng tôi đã thực hành được, thấy biết những văn hóa này đúng như thật và có lợi ích rất lớn cho loài người đang sống trên hành tinh này. Phật Pháp không dối người, hễ tu thì thấy kết quả ngay liền. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Chỉ có những người tu sai, tu tập theo sự suy nghĩ của mình, không theo kinh nghiệm của người tu tập đã xong. Do căn cứ vào trình độ học thức, có cấp bằng cử nhân, tiến sĩ, rồi tự cho mình có thể thông suốt khi đọc trong kinh sách Phật. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, những nhà học giả xưa nay đã làm một việc rất sai lệch. Chưa tu chứng, không hiểu đúng được những lời dạy của Đức Phật, chỉ tìm hiểu nghĩa lý, chữ nghĩa qua kiến giải, tưởng giải của mình, rồi áp dụng vào sự tu tập, thì thật là điên đảo. Phần đông những người tu theo kiến giải này đều rơi vào pháp ức chế tâm, như chúng tôi đã nói. Những người tu tập rơi vào pháp ức chế tâm thì hay bị bệnh, bị điên khùng. Thường tưởng nghĩ mình nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhưng khi xét lại thì sơ thiền còn chưa nhập được. Có nghĩa là khi ngồi thiền không có vọng tưởng, còn lúc xả thiền ra là đủ thứ vọng tưởng, tưởng danh, tưởng lợi, tưởng ăn uống và sắc dục. Tu như vậy gọi là tu tập thiền ức chế tâm. Từ lâu, người ta chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa nên tu tập thành một thói quen là nhiếp phục và ức chế ý thức cho hết vọng tưởng. Vì thế, hiện giờ rất khó dạy cho những người tu tập đúng pháp, vì dạy xả tâm thì họ lại tu tập ức chế tâm. Họ đi theo lối mòn của người xưa, nên dạy một điều, họ tu tập một điều khác, nên kết quả giải thoát chỉ là số không. Sau thời gian dài tu tập, họ lọt vào thiền tưởng, từ đó sống phá giới luật, sống phi phạm hạnh, nhất là thánh hạnh độc cư. Tâm thì phóng dật, chạy tứ tung, tìm gặp mọi người để nói chuyện, thường thích khoe khoang sự tu tập của mình, chứng cái này đạt cái kia, nhưng nhìn lại thánh hạnh sống chẳng ra gì. Trong khi Đức Phật dạy giới sanh định, vậy giới sống chưa trọn vẹn mà có định là định gì đây? Các bạn cứ suy ngẫm lại đi. Thưa các bạn, định ấy có đúng như lời Phật dạy không? Xưa Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, khi tu tập có những công đức gì đều nên im lặng như thánh, duy chỉ có những điều lỗi lầm thì nên nói ra để mà sửa đổi, để mà ngăn và diệt. Kính thưa các bạn, khi các bạn về đây tu tập, dù một giờ một phút hay nói ít nhất là một giây, thì các bạn có nhớ lời dạy đầu tiên của thầy chăng? Sống độc cư, không nên hội họp, không nên nói chuyện. Thế các bạn có nghe lời dạy này đâu, nên các bạn tu hành chỉ uổng công mà thôi. Thấy các bạn sống chưa đúng phạm hạnh, nhất là các bạn còn thích nói chuyện, thì dù các bạn có tu pháp nào, chúng tôi đều biết chắc các bạn đã tu sai, và sự tu tập của các bạn chỉ phí thời gian và uổng phí cuộc đời, chẳng bao giờ các bạn tìm thấy sự giải thoát trong Phật giáo. Tứ thánh định là loại thiền định của bậc thánh,
chứ không phải thứ phàm phu thiền như các bạn đã hiểu sai lạc theo Đại Thừa kiến giải. Chúng tôi dạy tu tập ở đây là có trách nhiệm và bổn phận khi các bạn tu đúng lời dạy. Nếu các bạn tu sai lời dạy, thì chúng tôi không có trách nhiệm và bổn phận. Giải thoát được thì các bạn nhờ, không giải thoát thì các bạn chịu, đừng đổ thừa tại tu pháp môn của Thầy. Thầy dạy các bạn ly dục, ly ác pháp. Sao các bạn không chịu ly mà lại tu pháp môn gì? Thích nói chuyện thì đừng đi nói chuyện, đó là ly dục. Thích ngủ nghỉ thì đừng đi ngủ nghỉ, đó là ly dục. Thích ăn uống phi thời thì đừng ăn uống phi thời, đó là ly dục. Tu như vậy mới thật là tu, tu như vậy mới gọi là tu thiền. Nên Đức Phật dạy, ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Con đường tu theo đạo Phật đã xác định rõ ràng như vậy, cớ sao các bạn tu sai rồi bảo rằng Thầy dạy sai? Khi ra khỏi tu viện, cái gì của các bạn cũng đều đúng, nhưng tâm các bạn có hết tham, sân, si, mạn, nghi chưa? Có làm chủ sanh tử luân hồi chưa? Còn Thầy, cái gì cũng sai, nhưng Thầy làm chủ được sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Như vậy, ai đúng, thưa các bạn? Tu tập theo Thầy thì phải nhận ra cho được hai điều sai quan trọng. Một, đang tu tập, thấy mình có chứng đắc trạng thái tưởng thì phải biết đó là tưởng, nếu không biết là tu sai. Hai, tu theo ức chế tâm mà không biết tu sai, đó là hai điều tai hại nhất trong cuộc đời tu tập. Mọi người cứ tưởng dùng trí thông minh đọc kinh sách của Phật là hiểu biết cách tu tập ngay liền. Sự thật là không phải vậy. Khi đối chiếu sự tu tập dựa vào kinh sách Đại Thừa và các kiến giải của các nhà học giả xưa và nay đã chứng minh cho các bạn thấy rất rõ ràng. Đọc kinh sách Phật phát triển chỉ hiểu biết để lý luận tranh chấp hơn thua chơi, chứ tu tập không đi đến đâu cả. Cho nên, cùng một bài kinh mà người này hiểu như thế này, kẻ kia hiểu như thế kia. Cũng một người, một bài kinh, năm nay hiểu như thế này, sang năm hiểu như thế khác. Do hiểu như vậy, làm sao tu tập có kết quả đúng được? Khi chú thích lời Phật dạy, chúng tôi cố gắng giải thích như thế nào để giúp các bạn hiểu rõ pháp hành ly dục, ly ác pháp, chứ không phải pháp hành ức chế tâm. Lời dạy của Đức Phật cần phải hiểu rõ, hiểu đúng và rất chính xác. Có thể khi hành pháp thì mới có kết quả. Tuy chúng tôi biết rõ nghĩa kinh như vậy, nhưng dùng từ để diễn đạt cho các bạn hiểu rõ là một điều rất khó. Vì thế, chúng tôi hay dùng những từ trong kinh sách, vì những từ này được mọi người biết nhiều hơn, phổ thông. Tóm lại, khi tu tập, các bạn cần nên biết rõ mục đích của sự tu tập. Vậy mục đích của sự tu tập theo Phật giáo là gì? Mục đích tu tập theo Phật giáo là chỗ bất động tâm trước các cảm thọ và các ác pháp, chứ không phải chỗ khinh an hỷ lạc, chỗ Phật tánh, chỗ cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Cũng không phải chỗ thiền định, cũng không phải chỗ giới luật, mà cũng không phải chỗ tam minh lục thông. Xin các bạn hãy lưu ý những điều này, vì nó rất cần thiết và ích lợi cho một đời tu hành. Tâm bất động là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tu hành mà không hiểu biết, không nhận ra điểm quan trọng này, thì dù các bạn có tu tập 1000 kiếp cũng vẫn không có kết quả, mà còn có khi bị điên khùng vì rối loạn thần kinh. Nhận thấy những lời Phật dạy này là những châu báu, nên chúng tôi cố gắng ghi ra đây để giúp những bạn nào hữu duyên với chánh pháp của Đức Phật. Vậy các bạn hãy lắng nghe và đọc kỹ lại những lời Đức Phật đã dạy mà chúng tôi đã ghi ra, để các bạn làm cuốn sách gối đầu nằm, để làm những hành trang
trên bước đường tu tập của các bạn. Mong sao những tập sách nhỏ này ghi lại những lời Đức Phật dạy, đem đến cho các bạn những điều lợi ích thiết thực, cụ thể trên đường tu tập, sẽ giúp các bạn thu ngắn thời gian, sớm được toại như ý nguyện. Kính ghi: Trưởng lão Thích Thông Lạc.